การริสายเพียนและวิสัยทัศน์โลกน้องดำบอลติดกรงดังนั้นเมื่อพิจารณาเวียดนามมีชีวิตสมบูรณ์สะอาดสะอาดกิจกรรมโดยใช้การริบจอมดำนาของซานSanitized right at the entrance of the flight. We constantly advise them to keep their masks on during their entire trip. Visitors are divided into small groups to ensure social distancing. Welcome from the central. Còn ngoài ra, huyện tổ chức, tỉnh tổ chức hoặc là trung ương tổ chức rồi đều cũng đi, năm nào cũng đi. Tất cả các đoàn thể ở huyện họ có tổ chức cái gì họ đều mời.Đoàn nghệ nhân của thôn còn lắp đi. Vâng, vậy thì ngoài những cái ngày lễ hội đó ra thì ví dụ như là trong những ngày đám cưới hoặc là trong những gia đình mà có sự kiện quan trọng thì có hát dân ca dân vũ không ạ? À, tôi tin ngày tổ chức đám cưới có. Tổ chức đám cưới thì khi nào mà nhà gia đình người ta có nhu cầu, tức là vợ chồng trẻ đó có nhu cầu thì mọi nghệ nhân cũng đều phục vụ và hát dân ca phục vụ một cái chương trìnhvân nghệ một buổi tối luôn. Bây giờ thì trong cái sinh hoạt văn hóa cộng đồng của mình ở xã Đắc Na của mình đây, còn quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong quan niệm của nhiều dân tộc, chết đi không phải là hết, mà là được đoàn tụ với tổ tiên. Nên việc ra đi ấy không phải là việc đau buồn, người ở lại sẽ không vì thế mà trở nên ủy mị. Người ta sẽ chuẩn bị một tâm thế tốt nhất, chuẩn bị tần số 873 kHz và 747 kHz của Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long VOV. Sao đây?Đặc biệt là tấm ngược bầu như con thì dùng dầu gội đại dương bảy cộng không làm phai màu tấm ngược một chút nào luôn. Giờ nhuộm màu nào cũng yên tâm. Hay quá, tóc bố và mẹ bạc trắng lên cũng hay nhuộm. Đến nồng độ có thể cao hơn 1.000 lần so với nồng độ đo được ở các con sông và các nước. Chúng ta ăn rời rất đây và nếu họ đang lấn lấn không. Nhưng đặc biệt là thành phố Đà Nẵng đã có một ngày tiết trời tạnh giáo, nắng không quá gắt nên không bị cảm giác oi nóng. Thời tiết chiều tối nay vẫn rất dễ chịu, sau khoảng 2 tuần nữa. Tại thành phố biển duy trì trong ngưỡng 20.